Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì cha anh em đã vui lòng ban nước của người cho anh em. Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. Vì kho tàng của anh em ở đâu thì lòng anh em ở đó. Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt lưng đưa họ vào bàn ăn và đếm bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy thì thật là phúc cho họ. Anh em hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Bây giờ ông Phêrô hỏi: Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người? Chúa đáp: Vậy thì ai là người quản gia trung tín khôn ngoan mà ông chủ sẽ đặt nên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy thì thật là phúc cho anh ta. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta nên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: Còn lâu chủ ta mới về, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, chủ của đến đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín. Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Đó là lời Chúa. Anh em hãy tỉnh thức và sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời tung hô tin mừng chúng ta cất lên để nhắc lại lời Đức Kitô nói với các môn đệ: phải tỉnh thức và sẵn sàng để chúng ta có thể sẵn sàng đón Chúa đến với giây phút lâm chung của cuộc đời mỗi người chúng ta. Hay nói cách khác, đó là chúng ta luôn sẵn sàng, để chúng ta không biết ngày nào là ngày cánh chung của thế giới hay là của cuộc đời riêng mỗi bản thân chúng ta. Sự khôn ngoan đó là con người luôn biết xây dựng cuộc đời của mình trên những thực tại chất mà chính Chúa đã mời gọi. Anh em hãy xây dựng cuộc đời trên những thực tại nước trời, nơi ấy mối mọt không thể đục khoét và không có gì có thể làm hư hao được những tài sản ấy. Vậy thưa cộng đoàn, điều khôn ngoan mà Đức Kitô mời gọi chúng ta đó chính là trong lúc chúng ta vẫn đang trong cuộc lữ hành trần thế, một đàng chúng ta được mời gọi để ra công làm việc, để có của nuôi thân. Nhưng bên cạnh đó,
chúng ta cũng không thể coi thường hay chúng ta để cái thực tại nước trời qua một bên. Nhưng thái độ khôn ngoan của người công chính đó chính là chúng ta biết xây dựng cuộc đời của chúng ta trên sự thánh thiện, trên lời của Chúa, và nhất là xây dựng trên lòng bác ái yêu thương chúng ta dành cho anh chị em của mình. Tất cả những điều ấy chúng ta sẽ sắm sẵn cho mình cái kho tàng vĩnh cửu ở trên trời. Chính nơi ấy Thiên Chúa cũng đang chờ đợi để ban thưởng cho những ai biết khôn ngoan và trung tín, gìn giữ kho tàng đức tin cũng như ân sủng mà Chúa đã ban tặng cho mỗi người chúng ta. Thưa cộng đoàn, nếu chúng ta ngẫm lại bằng giờ này năm ngoái, nhất là tại Sài Gòn của chúng ta cũng như tại những vùng dịch đang hoành hành, chúng ta sẽ cảm nghiệm tất cả của cải vật chất, tiền bạc sẽ trở nên vô nghĩa. Chỉ có lòng yêu thương con người chúng ta dành cho nhau mới cảm thấy đáng quý. Và rồi chúng ta lúc ấy mới cảm nghiệm được hơn bao giờ hết, con người chúng ta cần sự sống, cần hơi thở, cần ân sủng của Chúa. Và thưa cộng đoàn, khi chúng ta ngấp nghé với cái chết, và nhất là chúng ta cảm nghiệm sự chết trở nên mong manh đối với mỗi người chúng ta, lúc ấy chúng ta mới cảm nghiệm được lời Chúa hôm nay thật chí lý đối với cuộc đời mỗi người. Và chúng ta cũng sẽ có cách chọn lựa cho riêng bản thân mỗi người chúng ta cái con đường đi về với Chúa. Con đường ấy sẽ trở nên thinh thang rộng mở khi chúng ta biết mở rộng lòng để đón nhận và sẵn sàng chia sẻ những gì chúng ta có cho anh chị em của mình. Và khi tấm lòng của chúng ta rộng mở, chúng ta cũng được chính Thiên Chúa mở rộng cõi lòng của Ngài để đưa chúng ta vào trong cõi phúc vinh quang mà chính Chúa Giêsu đã mời gọi các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta. Chứ gì mỗi người anh chị em chúng ta luôn biết khôn ngoan chọn lựa lấy cho mình cách sống và cách lữ hành trong cuộc trần thế này để mỗi ngày chúng ta tiến gần đến Chúa hơn, và cái con đường ấy cũng sẽ dẫn chúng ta bước vào sự sống đời đời khi chúng ta sẽ được thừa hưởng chính lời chúc phúc của Chúa. Đây là người quản gia trung tín và khôn ngoan mà Chúa đã đặt nên coi sóc gia nhân của mình. Amen.